Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube Channel của CNTD Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Mesh trên các dòng WiFi Aruba Instant AP chạy phiên bản firmware 8. Mình thấy khá là nhiều bạn hỏi mình về Mesh nhưng lại mô tả nó thành tính năng của roaming nên mình sẽ nói qua một chút về Mesh và roaming nhé. Roaming là cơ chế để client có thể chuyển vùng nhanh chóng, ít hoặc gần như không có đau tham. Khi client đang kết nối với Wi-Fi A di chuyển sang khu vực của Wi-Fi B có tín hiệu tốt hơn thì nó sẽ kết nối sang Wi-Fi B để sử dụng. Roaming thì các bạn không cần cấu hình gì cả, chỉ cần các Wi-Fi được quản trị chung trên một controller là được. Có một số tính năng liên quan đến roaming như là fast roaming, client math, vân vân. Tuy nhiên thì có khá nhiều lưu ý và phụ thuộc vào từng mô hình và thiết bị client sử dụng. Tùy mỗi trường hợp mà chúng ta sẽ có cách giải quyết khác nhau. Mesh thì nó là một giải pháp để mở rộng phạm vi phủ sóng mà không cần kéo dây mạng. Có một số công nghệ cũng hỗ trợ việc này như các thiết bị repeater hay là các bộ Wi-Fi extender. Tuy nhiên, hạn chế của nó là nó chỉ có tác dụng để mở rộng phạm vi phủ sóng cho Wi-Fi thôi. Còn với mesh thì nó sẽ tạo ra một mô hình dạng lưới và các AP sẽ tự định vị và liên kết với một AP gần nó nhất và lựa chọn đường dẫn tốt nhất đến các AP có cắm dây gọi là mesh portal. Còn các AP không được cắm dây thì là Mesh Point. Trong một mạng Mesh thì có thể có nhiều AP Mesh Portal được cắm dây để dự phòng đường uplink cho mạng. Trên phiên bản 8 thì AP sẽ luôn sử dụng băng tần 5GHz vừa để kết nối Mesh vừa cho traffic data. Do vậy thì khoảng cách Mesh sẽ ngắn hơn. Khi lắp đặt các bạn cần phải lưu ý nhé. Các bạn có thể xem hình vẽ này. Tất nhiên là trên thực tế thì sóng wifi nó không phải hình tròn như này đâu. Hình này chỉ để các bạn hình dung 5GHz sẽ có khoảng cách phát ngắn hơn 2.4 thôi. Một vấn đề nữa là càng xa AP thì tốc độ tín hiệu tối đa đạt được cũng càng thấp. Các bạn có thể xem hình này. Mức data rate mà client nhận được sẽ giảm khi mà khoảng cách tăng lên. Do vậy thì khi lắp các AP MES các bạn cũng phải tính toán sao cho tín hiệu mà MESPOI nhận được cũng phải tốt thì mức data rate mà client có thể đạt mới tốt được. Theo mình thì trừ trường hợp không thể kéo dây, còn không thì các bạn nên cắm dây nhé. Ok, bây giờ mình sẽ cấu hình mesh trên các dòng Wi-Fi Aruba. Cách nhanh nhất để các bạn cấu hình mesh là ban đầu chúng ta sẽ cắm dây cả hai AP. Cấu hình mesh xong thì mới rút mesh point để lắp tại các vị trí khác. Mình đang có một AP đã được cấu hình làm virtual controller rồi. Giờ mình sẽ cắm thêm một AP khác vào switch. sau khi các ap đã roi được vào controller rồi thì các bạn vào menu system general tìm mục extended ssid và disable nó đi ap sẽ yêu cầu khởi động lại các bạn khởi động lại tất cả ap Sau khi các AP khởi động xong thì chúng sẽ tự doi vào Mesh Portal để hoạt động. Mình sẽ rút dây mạng của AP làm Mesh Point ra. Để kiểm tra Mesh thì các bạn vào mục Configuration, Asset Points. AP mà mình đang cắm dây sẽ có row là portal, còn AP không được cắm dây sẽ là point. Lúc này thì việc cấu hình Mesh đã xong rồi, các bạn có thể mang các AP đi để lắp đặt nhé. Phần cấu hình thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi, quan trọng các bạn cần tính toán vị trí lắp sao cho tín hiệu mà Mesh Point nhận được phải ở mức tốt nếu ở giữa các tầng mà bê tông dày tín hiệu kém thì chất lượng wifi mà người dùng nhận được ở tầng trên sẽ rất là kém mình thấy khá nhiều người nói tín hiệu wifi bắt được rất tốt nhưng mà mạng thì vẫn chậm đó là do tín hiệu wifi hiển thị trên máy client chỉ thể hiện đoạn kết nối từ máy client đến ap mà client đang kết nối mà thôi chúng ta cần phải tính toán thêm cả băng thông uplink từ Metpoint đến Metpoint, rồi từ Metpoint đến Metportal, hoặc là từ Metportal đến Switch, vân vân. Có rất nhiều thứ mà chúng ta cần phải quan tâm. Có một phần nữa mà các bạn cũng có thể cấu hình, đó là ETH Breaking. Như mô hình này thì Mesh đang kết nối trực tiếp với mạng có dây, Do vậy thì cổng E0 trên Wi-Fi các bạn cần tắt ETH0 Bridging đi. Tuy nhiên với các Point thì các bạn có thể bật tính năng ETH0 Bridging lên. Khi đó các bạn có thể sử dụng cổng mạng E0 trên Wi-Fi để kết nối trực tiếp xuống các client hoặc một switch nào đó cũng được. Lúc đó thì các máy bên dưới sẽ nhận cùng giải mạng với Wi-Fi của chúng ta. Các bạn lưu ý chỉ bật ETH0 Bridging trên các Point thôi nhé. Sau khi các mesh point kết nối được vào mesh portal rồi thì các bạn có thể enable nó lên. Để bật tính năng này thì các bạn vào menu configuration, access point. Chọn edit các mesh point. Trong mục uplink, các bạn enable ETH0 bridging lên và lưu lại là xong. Như vậy là các bạn có thể sử dụng cổng mạng trên Wi-Fi để kết nối với các thiết bị tại địa điểm lắp đặt. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình mesh trên Wi-Fi Aruba chạy Virtual Controller. Nếu các bạn có yêu cầu hướng dẫn cấu hình tính năng nào trên Wi-Fi Aruba, hãy để lại comment nhé. CNTT Shop sẽ làm video trong thời gian sớm nhất. Hãy like, share cũng như là subscribe để nhận thêm những video mới nhất từ CNTT Shop bạn nhé.